Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Mấy bữa nay thì bận nhiều công việc quá nên là cũng không có đăng xe lên bán cho các anh em được. Tại vì số lượng xe thì bữa nay nó cũng giảm lần rồi các anh em. Thì trong video đây thì cũng có vài chiếc thì cũng muốn giới thiệu đến các anh em. Thì anh em nào chọn được chiếc nào hợp lý cho mình thì chọn nha. Rồi, trên màn hình của các anh em đây là một chiếc Super Dream nha các anh em. Đó, chiếc Super Dream. Thì chiếc này nói chung là cũng lâu rồi các anh em. Nói chung là cuộc đời nó cũng cũ rồi. Từ năm 2011, 12 gì đó. Thì hôm nay thì chỗ anh Cường đang thanh lý ra. Thì chiếc này thì chỗ anh Cường đang bán là 7 triệu nha các anh em. Đó, 7 triệu. Tình trạng của xe thì nói chung thì cũng đã qua sửa chữa một số... nói chung là cũng đã qua sửa chữa một số, nhưng mà cái máy thì còn ring, không chưa có động đó. Máy còn ring chưa có động. Nói chung thì về dàn đồng của xe thì rất là đẹp nha, nên là các anh em là cứ yên tâm, không sao hết. Thì còn sửa chữa thì chính qua sửa chữa dàn áo đồ, nói chung dàn dây điện đồ đó. Nếu còn dàn đồng thì nó cũng còn mới lắm. Máy thì riêng. Rồi, tiếp theo nữa là cũng là một chiếc Dream nữa nha các anh em. Thì chiếc Dream này nói chung là đã được làm lại rồi. Đã được sơn kiểu cách làm lại như thế này. Đó, trên màn hình của các anh em đây. Thì anh em nào mà cảm thấy hợp tình hợp lý thì chọn thôi. Chứ còn nếu mà cảm thấy cái mẫu xe này nó không hợp thì có thể chọn mẫu khác. Đó. Thì xe này thì nói chung là xe đã được làm lại xe Trung Quốc nha. Này, xe Trung Quốc nên là đã được là tân trang làm lại. Nó kiểu cách một xíu. Nói chung là kiểu cách chỗ cái màu thôi. Chứ còn xe thì vẫn giữ nguyên dáng của xe Dream. Đó. Xe này thì chỗ anh Cường đang bán là 4 triệu nha các bạn. 4 triệu. Nói chung là làm lại tắt hết á. Cái gì mà cảm thấy hư hao thì làm lại. Thay đổi cái màu sắc xe một xíu. Thường nó màu đồng màu đỏ mà bây giờ nó thành màu vàng luôn rồi. Đó. Đó, chiếc này là 4 triệu nha. Trung Quốc đó nha. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy rõ xe này. Thì tất cả xe ở trên này thì có giấy tờ đầy đủ hết nha các anh em. Rồi, tiếp theo nữa là một mẫu khác nữa. Mẫu này màu xanh đó. Nói chung là nó cũng giống như mẫu kia, nhưng mà màu xanh thì nhìn nó đẹp hơn, nó sáng hơn. Thì chiếc này là 4 triệu rưỡi nha. Đó, mình cũng ở đây thì mình cũng báo giá cho nó trúng chính xác cho các bạn luôn. Thì anh Cường thì anh hỗ trợ ship toàn quốc, nhận xe thanh toán hết nha. Đó, không phải cọc bất cứ một cái ngàn nào hết. Yên tâm cho những bạn mà nào mà muốn mua xe online. Trường hợp mà bán không hết thì mới ship nha các bạn. Còn nếu như bán hết thì anh Cường anh không có ship. Đó. Nếu như bán gần thì anh Cường anh bán xe thì anh không cần ship. Mà nếu như mà bán không hết á. Thì này xa thì anh Cường anh cũng ship luôn đó. Mọi chi phí ship thì anh Cường lo hết. Nói chung mày xe cũng được làm lại tắt hết rồi nha. Cái gì mà hư hao thì được làm lại hết, không có để. Tình trạng của xe này thì bây giờ là chỉ có về đi thôi, lên xe đề máy đi thôi chứ không có lo gì nữa hết. Đó, ghép đồ sơn lại, niềng đồ đánh bóng trà ra tam thay. Rồi, tiếp theo nữa là chiếc quay Alpha nha các bạn, quay ai. Thì chiếc này là chiếc của hãng Honda chính hãng nha, không có liên danh, không có gì hết. Honda chính hãng của hãng Honda. Nếu mà xe mới thì tầm mười mấy hai chục gì đó, đó, đó là xe mới. Còn xe này thì xe đã sử dụng rồi. Nên là giá cả nó cũng rẻ hơn một nửa luôn nha các bạn, nó rẻ hơn một nửa luôn. Thì bây giờ chiếc xe này trị giá là 6 triệu đó. 6 triệu. Nói về phần máy móc thì còn riêng ra không có ai đụng chạm gì hết. Nói chung không có ai sửa chữa gì hết. Tại vì cái dòng xe này máy nó cũng khó hư lắm. Nên là để nguyên riêng hết.
rửa chà ra rồi bán cho các anh em. Trường hợp nếu mà bán ở gần không hết á thì anh Cường anh sẽ ship xa luôn nha. Nói chung là ship xa thì nhận xe mới thanh toán, thì cho nên chúng ta cũng yên tâm đó. Trường hợp mà bán ở gần mà bán không hết á thì anh Cường anh hỗ trợ ship cái xe luôn đó. Xe như trên màn hình của các bạn luôn, giá xe là 6 triệu, cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết cho các bạn đó. Tình trạng xe thì cũng còn mới đẹp, phần đầu đèn đồ nói chung là ok hết cho các bạn, yên tâm mua xe. Nói chung trước khi bán xe thì anh Cường anh cũng đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi bạn, nên là bạn cứ yên tâm không sao hết. Với cái dòng xe Venfa Honda này thì chỗ anh Cường đang còn rất là nhiều nha các bạn, từ 4 triệu cho đến 6 triệu thì số lượng thì rất là nhiều. Thì bạn nào muốn mua thì anh Cường anh sẽ tư vấn thêm, nói chung là anh cho các bạn xem nó rõ video xe của các bạn mua hơn, thì mỗi cái xe nó có mỗi cái giá trị khác nhau. Nói chung là từ 4 triệu cho đến 6 triệu các bạn, đó là có một chiếc Venfa như thế này để đi. Xe đẹp thì giá nó cao hơn, mà xe nó xấu thì giá nó cao hơn. Còn chiếc trên màn hình của các bạn đây là 6 triệu, thì xe này cũng còn rất là đẹp. Từ dàn áo cho đến dàn đồng, đến dàn máy, nói chung là nguyên riêng hết, nên là nó còn rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc Sirius RC năm 2013 đó, chiếc này 2013 các bạn. Thì tình trạng của xe này thì nói chung là cũng khá là ngon, không có gì hết, chỉ có thay vài thứ lẹt vẹt thôi, bộ ba bố thánh đồ, dây km đồ thôi đó, chứ còn những cái khác là còn nguyên riêng hết đó. Xe này thì anh Cường đang bán với giá là 8 triệu nha, thì có giấy tờ đầy đủ hết cho các anh em đó. 8 triệu, nói chung này theo như mình đánh giá thì chiếc Sirius này thì cũng khá là ngon, nên là các anh chị là yên tâm mua xe đó. Xe này thì năm 2013. Theo như mình thấy thì chiếc Sirius này nói chung là nó cực mạnh luôn. Mà dòng này là hao xăng nha các bạn, thì mình cũng tư vấn cho các bạn thôi. Nếu các bạn mua thì cái dòng Sirius này nó rất là hao xăng luôn, cực kỳ hao xăng. Nó tầm khoảng 40 đến 45 cây trên 1 lít thôi, chứ không có nữa đâu. Nếu mà các cái dòng xe Honda thì nó là lợi xăng hơn. Rồi, tiếp theo nữa là chiếc A-Black. Xe này là xe 2014 nha các bạn, 2014. Thì tình trạng của xe này thì nói chung cũng khá là ổn bạn, không có gì phải lo ngại hết. Nếu các cái dòng xe tay ga mà từ A-Black trở lên thì nói chung là khá là bền, nên là những cái phụ kiện, những cái phụ tùng của nó thì tới bây giờ được gọi là cũng chưa hư đâu, nên là bạn cứ yên tâm đó. Ở ngoài chịu hư thì bên máy nó cũng chưa có xi nhê gì đâu đó. Chẳng qua là thay lốp, thay bô đĩa đồ đó, chứ không có gì quan trọng hết. Mà theo như mình thấy thì cái xe này cũng còn khá là đẹp. Thì xe này thì giá nó là 14 triệu các bạn đó, 14 triệu. Xe này thì giấy tờ hoàn chỉnh, đời nó hơi cũ một xíu đó, 14 triệu chiếc A-Black này. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc A-Black nữa. Thì chiếc này nói chung là đẹp hơn chiếc vừa rồi. Chiếc này đời nó cao hơn, nên đời nó 26, 27 gì đó. Thì nó cũng giống nhau thôi, nên là giá nó cũng phải cao hơn. Chiếc này là 18 triệu các bạn đó. Nói chung là các dòng xe Tay Ga thì khỏi phải nói về chất lượng nữa, tại vì chất lượng của nó tốt hết rồi đó. Chẳng qua là thay lệch vẹt thôi, chứ còn về phần mấy cái phần quan trọng là cứ yên tâm mua để về đây thôi, không có lo gì hết. Mua chi xe mới bây giờ 40 mấy triệu, xe cũ này chỉ có 10 mấy triệu thôi cũng có một chiếc này. Đó, xe này được mà mang bảo hiểm rồi rất là đẹp. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc Quay nữa, Quay Alpha, Quay S đó là nó luôn đó. Đó, chiếc này thì màu vàng á. Tình trạng của xe này thì nói chung là cũng tốt thôi, không có gì phải quan tâm hết.
máy móc thì nguyên riêng, giấy tờ thì đầy đủ, dàn đồng dàn áo thì đẹp, bình đầy đủ, chỉ cần lên xe để chạy. Chiếc này cũng là 6 triệu nha. Đó, chiếc này cũng 6 triệu. Nhìn sơ qua xe thôi, tại vì cái xe này lúc trước cũng có đăng lên rồi mà chưa có ai mua, nên là bây giờ phải đăng lên lại. Đó, tình trạng của nó là như vậy. Nói chung là dàn áo thì có dán thêm ít cái tem nữa thôi, chứ còn nó cũng còn đẹp hết, không sao hết. Đó, rất là đẹp. Rồi, nói chung là 6 triệu các bạn. Đó, cho chiếc quay quay S này. Thanh niên dán tem thêm nhiều quá. Xe mới được rửa ra nha, nên nó nhìn nó bóng như vậy đó. Chưa đây không có đánh bóng đâu.